Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp ngày 21 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, người dân miền Bắc vẫn đang tiếp tục sống trong những ngày giá rét. Người dân sống tại các vùng núi cao, đặc biệt là tại các nơi như Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, sau những ngày tuyết phủ trắng xóa thì hiện tại vẫn đang phải gánh chịu hiện tượng khắc nghiệt với sương muối, băng giá bao phủ, làm ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân cũng như là cây trồng và vật nuôi. Trong nhiều ngày thì các khu vực vùng núi cao như tại Sìn Hồ, Mẫu Sơn, Sapa, Ngân Sơn, Bắc Cạn, Trùng Khánh, Cao Bằng thì nhiệt độ thấp nhất vẫn chỉ dao động quanh ngưỡng 0 độ. Ngay cả khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 7 cho đến 9 độ. Mặc dù ban ngày trời có nắng nhưng mà tại thời điểm buổi trưa thì nhiệt độ vẫn rất thấp, chỉ dao động trong khoảng 16 đến 17 độ, có nơi chỉ dao động quanh mức là từ 9 cho đến 11 độ, gây ra cảm giác rét buốt rất khó chịu cho người dân. Theo các chuyên gia khí tượng thì khối không khí lạnh với cường độ mạnh vẫn tiếp tục chi phối thời tiết toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai thì nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp, nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng là từ 7 cho đến 10 độ. Khu vực vùng núi thì nhiệt độ xuống dưới 3 độ, có nơi chỉ dao động quanh ngưỡng từ 0 đến 1 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ có thể sẽ tăng lên mức là từ 15 cho đến 18 độ, nên nhiệt độ thấp nhất vẫn tiếp tục duy trì trong vài ngày tới, khiến cho băng giá, sương muối vẫn còn xảy ra tại nhiều nơi, đặc biệt là tại các vùng núi cao. Do đó, người dân cần chủ động trang bị thêm các thiết bị sưởi ấm, cũng như là có biện pháp giữ ấm cho vật nuôi gia súc của mình. Còn đối với các tỉnh khu vực miền Trung thì trong đêm nay và ngày mai, tình trạng rét đậm vẫn tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến khu vực Hà Tĩnh. Nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 7 cho đến 10 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất sẽ dao động quanh ngưỡng là từ 16 cho đến 19 độ, mặc dù có nắng cả ngày. Và dịch chuyển về phía Nam thì trong đêm nay và ngày mai, do đới gió đông bắc ẩm kết hợp với điều kiện địa hình khiến cho mưa vẫn xảy ra dưới diện vài nơi cho các tỉnh khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến khu vực Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động ở mức là từ 11 cho đến 14 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Định, Phú Yên thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động quanh ngưỡng là từ 17 cho đến 20 độ, trời vẫn còn rét về đêm và sáng. Riêng tại các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Thuận thì nhiệt độ có cao hơn và dao động ở ngưỡng là từ 26 cho đến 29 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định với mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động từ 23 đến 26 độ, còn tại Nam Bộ là từ 28 đến 31 độ. Chỉ lưu ý là đêm và sáng trời vẫn khá rét tại khu vực vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ chỉ từ 13 đến 16 độ. Trong khi đó thì các tỉnh miền Đông như tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai thì trời cũng se lạnh với nhiệt độ chỉ dao động quanh ngưỡng là 20 cho đến 22 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh thì khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển có thể sẽ dâng cao từ 2 cho đến 4 mét. Bà con ngư dân tuyệt đối không được ra khơi trong khoảng thời gian này. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, biển động, nhiệt độ là từ 23 cho đến 26 độ. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông thì trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc có cường độ mạnh cấp 5. Riêng tại khu vực quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, với sóng biển dâng cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, mây đối lưu vẫn liên tục được hình thành, gây ra mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Điều kiện thời tiết này vẫn chưa thuận lợi cho hoạt động hàng hải trên biển. Thưa quý vị, bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.